Hello, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình của mình đi ăn nhà hàng mọi người. Ông xã mình dắt bạn của ông xã đi ăn chung với gia đình của mình, tại vì vợ của bạn của chồng mình mới qua Mỹ á mọi người. Mới tới đây hôm thứ tư hay gì đó, do là hai vợ chồng đi làm nên không có đi đón hay là đi chơi chỗ nhà của bạn đó được, cho nên hôm nay là chủ nhật, nhưng mà ông xã của mình vẫn đi làm. Giờ ông xã của mình đi làm về tới nhà rồi, giờ gia đình của mình cũng chuẩn bị đi nha, đi ăn nha. Giờ là 6 giờ rồi mọi người. Hẹn nhau chỗ chỗ nhà hàng của người Trung Quốc đó mọi người, Hàn Quốc, Trung Quốc vậy đó. Khi nào tới chỗ đó mình quay tiếp nha mọi người. Bạn này cũng lúc mình mới qua Mỹ á, mình cũng có đi học chung ở trường bên Mỹ. Đi học được 2 năm thôi, xong rồi mình bỏ học, mình đi làm. Lại mình với bạn này không có nói chuyện nhiều á, do là mình ít ít tiếp xúc với người ta, hay là ít nói chuyện với người 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 ta, cho nên mình với bạn này không có nói chuyện cho nhiều. Đây, gia đình của mình chuẩn bị đi ra thôi mọi người ơi. Mấy đứa nhỏ thì ngồi đằng sau nè, con út của mình nè. Cũng gần 1 tuần rồi không có quay video á mọi người, do là đi làm á mọi người, với lại hai vợ chồng nghỉ khác ngày cho nên là không có quay video được, với lại không có cái gì để quay á mọi người. Mình thì ở nhà chỉ đón mấy đứa nhỏ thôi, không có đi đâu chơi á, cho nên không biết quay video ở đâu luôn á, cho nên mình không có quay nhiều. Nên hôm nay điều ông xã rủ bạn đó đi ăn để mình quay cho mọi người xem, mong là mọi người luôn ủng hộ hai vợ chồng mình nhé. Tại vì lu bu công việc lắm mọi người, lúc trước mình làm team kia không có nhiều khách đó, cho nên mình hay nghỉ ở nhà nhiều, mình có thể quay video được. Còn bây giờ thì hai vợ chồng quay lại team cũ, team này rất là nhiều khách luôn, giống như bận cả ngày luôn, có lúc không có ngày để ăn uống luôn, cho nên không có thời gian để quay luôn mà. Với lại về tới nhà thì buổi tối 8 9 giờ mới về tới nhà. Có lúc thì đi cưỡi mấy đứa nhỏ ở nhà chị cái hay cái nọ cái kia là về tới nhà là 9 10 giờ. Cho nên không có thời gian quay video hay là nấu ăn cái nọ cái kia luôn mà. Về tới nhà là mệt, tắm rửa xong rồi ngủ, có lúc ngủ luôn như vậy, không có tắm rửa gì hết. Về tới nhà là ngủ thôi do là mệt lắm mà. Ông xã lâu rồi không có quay video. Nói chuyện thì mình lâu lâu mình quay lại á mọi người, cảm giác nói chuyện nó run, nó ngại lắm mọi người, mong mọi người thông cảm nha. Giờ đang trên đường đi, khi nào tới chỗ đó mình quay tiếp nha. Mọi người ơi, hồi nãy là hai vợ chồng nói là mời hai vợ chồng mà bạn kia đi ăn nhà hàng, nhưng mà hồi nãy lúc ông xã đang lái xe thì bạn kia gọi lại cho ông xã nói là không có đi nữa, tại vì nhà của bạn đó có khách tới mọi người, tại vì vợ của bạn đó mới tới đây cho nên có rất là nhiều bạn bè của bạn đó qua nhà bạn đó chơi, cho nên là giờ hai vợ chồng mình không có đi ăn nữa, hai vợ chồng qua nhà bạn đó chơi luôn. Cũng nếu nếu ấy thì
Nếu được thì mình có thể nấu đồ ăn ở đó luôn, ăn chung với gia đình của bạn đó. Tại vì ông xã của mình mới đi làm về cũng đói bụng lắm mọi người. Tới đó chắc mình nếu không có ngại ngùng hay là cái gì đó thì mình có thể nấu đồ ăn chỗ đó. Giờ khi nào tới nhà bạn đó thì mình qua tiếp nha mọi người. Đây mọi người, gia đình của mình đã tới nhà của bạn này rồi nè. Giờ mình đi vô trong nhà nhé. Nhà bạn này có nuôi chó này mọi người, ba con chó luôn nè, và siêu to luôn, chó này siêu to luôn. Đây mọi người ơi, gia đình của mình đã tới chỗ nhà hàng rồi nè. Hồi nãy là lúc đi nhà bạn đó thì mình không có quay được, do là nhiều người tới chỗ đó, người lạ mình không có quen ấy, mình sợ mình quay thì sợ là họ ngại hay là cái nọ cái kia ấy, cho nên mình không có dám quay được. Gia đình của mình qua chỗ đó chơi xong rồi người ta đi về hết rồi, xong rồi gia đình của mình thấy vẫn còn sớm chút xíu cho nên là muốn dắt đi ăn này. Giờ người ta cũng sắp đóng cửa rồi mọi người, còn 1 tiếng nữa người ta đóng cửa rồi cho nên là không có nhiều người tới nữa. Ông xã và mấy đứa nhỏ đi lấy đồ ăn rồi, mình thì đang ngồi đợi họ đem nước ra. Đây là đồ ăn nè mọi người. Ô cái đá, ô mì. Ê mọi người, gia đình của mình ăn xong rồi nè, giờ đang trên đường về nhà nhé mọi người. Hồi nãy lúc ăn mình không có quay nhiều mọi người, do là mình mới gặp bạn đó nên không có nói chuyện nhiều với bạn đó. Chỉ có ông xã nói chuyện với chồng của bạn đó thôi, còn mình và bạn đó thì không có nói chuyện, chỉ lo ăn thôi. Tại vì mình là người ít nói chuyện á, người nào mà mình mới gặp thì mình không có
giao lưu hay là bắt đầu nói từ đâu á, cho nên là không nói được nhiều. Qua thành phố không có thấy gì hết. Buổi tối trời cũng sắp mưa rồi mọi người. Tối rất là đẹp luôn.